Từ mai em không chơi mạng xã hội nữa vì anh ca sĩ Duy Mạnh anh cấm em lên mạng rồi. Vậy là gì mà cấm em lên mạng? Cấm Em biết là sao được? em chưa trêu anh ấy thôi, anh ấy gọi điện anh bảo cấm lên mạng, từ nay em không lên mạng nữa. Chào Cấm bạn nha. Anh bấm bên cây đấy cho nó vui. thôi về cây chán lắm, Không, ý là mình bấm ngồi nói thôi, chuyện này mình bấm mình không làm gì, hả? mình Anh bấm biết mình rồi, nhưng không. mà bấm bi cây này nó tốn mắt người xem, nó đẩy cái lượng khách của bi cây vào đấy em ạ. Dù thế nào được anh, nó còn tăng lên luôn. Bấm bi cây nó mới lại tăng Đang tăng tương tác cơ. anh thấy là tụi đây anh thử cho em nhá, đang Mà 250 nhá, tù đấy anh không phải do thử cho em nhá. tù đấy không là do anh Không nói vẫn bị chuyện. tụt mà anh, mọi hôm anh BK bọn chị Hạnh mẻ bọn Tùng Dương cái đang 400 500, ai anh thế sao tụt xuống còn 100 người, bị Nhưng bao mà lần rồi? do anh như nào, như còn BK nó là gì, TikTok được khuyến khích BK để kiếm thu nhập cho đôi bên mà. Nè. Chắc anh nói chuyện nhạt thì nó tụt, chị Hạnh chị nói chuyện gì đâu, toàn chào chào với bạn thì ai Đâu xem. cả khởi cả Tùng Dương mà. Không phải như thế đâu. Nhưng Vì nó mà em thấy đợt này anh thấy ở vào sáng nay anh vào thấy Facebook đấy loạn hết lên, toàn thấy anh Duy Mạnh với anh Tuấn Hưng ơi. đừng nhắc tên Nhưng các ứng mà dụng, anh thấy những việc của các anh đi làm cũng ok mà. anh ấy đừng nhắc tới các ứng dụng khác nó mới bóp đấy. Đấy à? Không, Quên mất, lỡ mồm lỡ mồm. anh nghe cấm em lên mạng rồi, từ mai em không lên mạng nữa, từ mai. Là sao mà cấm? Phải là có lý do chứ, cấm làm sao được. Thì em Bây giờ chọc Khánh mày ngồi anh. chơi lại 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 Khánh ngồi chơi để anh Duy Mạnh anh cấm thì nghe nó hơi buồn cười, nghe nó Đâu, không không hợp lý ấy. Đúng rồi, em chọc em mày nhưng mà nó phải hợp lý, nó phải lọt tai em ạ. em chọc ngoáy anh ấy mấy câu, bảo là thế con lợn Khánh này bây giờ mày muốn thế nào bây giờ nhá. Sau này em bảo thôi, em chiêu chiêu vui, Anh anh tí bảo rồi. từ mai tao cấm mày lên mạng, mày mà lên mạng thế mày chết. Thế bây giờ phải làm Được. nào, thế theo anh bây giờ phải làm nào, Mình cứ lên mạng bình thường với lên mạng mất tay thì sao? em. Mất thì đéo Anh quý biết đấy, anh mất quý biết đấy, em mấy giờ thì còn làm gì để một đáy đốt chân đây. nói đùa em Như trêu nào thôi, thì được đúng không? em trêu mà, em trêu bọn nó cứ bảo là em sợ anh đi mạnh thì em trêu bọn nó. Nói chung Anh là quý gấu mà bán kính quý. anh quý mà bán kính chắc sẽ đắt khách lắm đấy, vì hình ảnh của anh lúc nào gắn liền với kính. Ok em nhá, hello tất cả anh em nhá. Mất thật lại không có tay cả. Mất Nói làm chung sao là được. ví dụ như là anh là người xã hội như bây giờ anh cũng nghỉ rồi, nhưng mà mình không nói cái đấy, nhưng mà ý là đè nhau chỉ có thằng mạnh đè thằng yếu một chút thôi, chứ còn bảo là gấu nhìn thấy gấu thì cũng chỉ cười trừ cái nào gì đâu. Đúng Thì rồi, ai chẳng có môn mạng, ai chẳng có môn mạng. gấu nhìn thấy gấu thì bằng nhau hết, thì nhìn cười trừ như nào quay mặt đi thôi. Anh nhá, nói thật, cái bọn nhiều tiền thì nó lại hay sợ chết, chứ Đúng. cái kiểu như anh em mình trên răng dưới cắt tút thì như nào chả được em. Toàn này Đúng nó nhiều ghê lắm, thằng nó không có gì hết, không nhất chết mẹ đang muốn đánh. Wi-Fi yếu là thua đồ quý. Nói chung là mình cũng không phải là cái cuộc sống ở chơi trên mạng này nhiều lắm, nên là cũng Wi-Fi thì nó ở cái góc độ khác bạn ạ. Anh quý anh hay đấy mọi người, anh quý riêng ở đất Băng Linh là anh hay lắm ấy. Hello tất cả anh em nhá. Không phải là ai Khánh tôn trọng đâu, phải như nào anh mới tôn trọng ấy, hiểu nhỉ? Ok mà, nói chung là về đầu óc với các thứ anh cảm thấy em ok mà, kể cả cách sống Nói của anh về đầu ok. óc thì em nó là hàng ông trùm rồi, đầu óc mafia. Rồi em trêu bọn nó cho bọn nó tưởng thật đi. Anh lại cấm các cái ai lên mạng thì thôi, anh ấy dở với Khánh luôn. Rồi mai lại được bài phiếu đi mẹ mệt luôn.
lại còn sáng sáng hơn cả mấy ông đầu trọc ở Hà Nội luôn, Nên đánh hơn nhiều lắm nó mới cái mà. nói Mà chung tôi là với cũng những người mà mình cần tôn trọng thì vẫn tôn trọng em ạ nhá. Anh cảm thấy anh Duy Mạnh với cả bọn anh Tuấn Hưng ok, và nói chung là cái cách sống với cả cái cách ứng xử của anh với làm những cái điều như thế là mình anh cảm thấy ông làm ok. cái Kể cả cô Phương Hằng thế em ạ, đấy, những người đấy là mình tôn trọng thật em ạ. hôm nay như này này thôi, nói chung là anh Duy Mạnh anh làm được những cái việc tốt giúp đời mình, đấy là mình Đúng phải rồi. cảm cái mặt đồng bào mình cảm ơn người ta, Đúng không bỏ rồi em tiền đâu bỏ công ra người ta hô hào từ thiện rồi người ta đem ơi. những cái đấy chứ người ta không ăn Anh bớt cũng như bỏ công bỏ sức bỏ của rồi cũng bỏ cả giọng hát bỏ cả sức khỏe của anh ấy ra để làm có phải là đâu. mấy cả cái ông đấy là phải nói là ông con người ông thẳng căng luôn, nhưng ông không có màu mè hay là quyên góp hay là làm gì cả anh không Đúng rồi. quyên góp.